Tối 29 tháng 9 năm 2020, chị đẹp Mỹ Tâm chính thức tái xuất đường đua V-pop với MV Đúng Cũng Thành Sai, một ca khúc pop ballad của nhạc sĩ Khắc Hưng. Bên cạnh những ý kiến cho rằng phần nhạc có phần hơi cũ, thì phần hình ảnh của MV mới là đề tài được dân mạng bàn luận sôi nổi. Trong MV lần này, họa mỹ tóc nâu quyết định chơi lớn khi đầu tư gần 15 bộ trang phục toàn là hàng hiệu với đủ mọi phong cách và còn chiêu đãi khán giả với màn vũ đạo ấn tượng. Tuy nhiên, khi những mảnh ghép này sâu chuỗi lại thành một MV thì nhiều khán giả cho rằng có gì đó sai sai. Chẳng hạn như phân cảnh Mỹ Tâm ngồi trên giường gỡ bộ tóc giả, cảnh chị đẹp phân thân được ví von như Yến Trang, Yến Nhi hát Goodbye My Love, hay phân đoạn vũ đạo của nữ ca sĩ khiến nhiều người liên tưởng đến cuộc thi Miss Audition những năm 2000. Trên mạng xã hội, những chi tiết trong MV được dân mạng soi khá kỹ và chế ảnh một cách hài hước. Tuy nhiên, các fan của Mỹ Tâm cho rằng với chị đẹp thì sai cũng thành đúng. Một khán giả bình luận, đó là đẳng cấp của chị đại. Chị thích thì chị làm, fan vẫn yêu chị. Một khán giả khác khen ngợi hết lời, visual lần này đúng là đỉnh, chị đẹp và trẻ quá. Ngoài những chi tiết có phần hơi sai sai, thì nội dung MV cũng là một câu chuyện khá ý nghĩa, nói về một người khi hết yêu một người. Và nếu để ý phần credit thì có thể thấy đạo diễn MV không ai khác chính là Mira Dương, cái tên từng được Mỹ Tâm sử dụng khi làm đạo diễn bộ phim Chị Trợ Lý Của Anh. Với sức hút mạnh mẽ của Mỹ Tâm, MV Đúng Cũng Thành Sai vừa ra mắt đã lập tức vào top thịnh hành của YouTube Việt Nam. Nhiều fan còn khẳng định MV sẽ nhanh chóng đạt top 1 trending.